throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Thành Long, tên khai sinh là Trần Cản Sinh, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1954, là một diễn viên phim hành động nổi tiếng người Hồng Kông. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và chuyên đóng thế. Không chỉ nổi tiếng trong ngành điện ảnh thế giới, anh còn được biết đến như một doanh nhân thành đạt và là ca sĩ đã thu âm nhiều album. Trong phim, anh nổi tiếng với các pha võ thuật nhào lộn phối hợp động tác nhịp nhàng, sử dụng những vũ khí ứng biến cùng những pha hành động nguy hiểm sáng tạo. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Là một biểu tượng văn hóa, Thành Long được ghi danh tại đại lộ ngôi sao Hồng Kông và đại lộ danh vọng Hollywood. Là một hình tượng văn hóa, cái tên Thành Long cũng được nhắc đến nhiều lần trong các bài hát pop, phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Ngoài sự nghiệp đóng phim, Thành Long còn là một ngôi sao của dòng nhạc Candlebop và Mandelbop. Phát hành được một số album và góp giọng trong những bài hát chủ đề của các phim có sự tham gia diễn xuất của anh. Vào năm 2008, anh đã hát tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè 2008. Thành Long là con của ông bà Trần Chí Bình và Trần Lệ Lệ. Cha mẹ anh là những người di cư do cuộc nội chiến Trung Quốc. Anh có biệt danh là Pháo Pháo vì sở thích lăn lộn khi còn nhỏ của mình. Do cha mẹ anh làm việc cho lãnh sự quán Pháp tại Hồng Kông, Thành Long đã trải qua thời ấu thơ tại khu vực của lãnh sự quán ở quận Núi Thái Bình. Thành Long đi học trường tiểu học Na Hoa ở đảo Hồng Kông. Năm học đầu tiên anh bị ở lại lớp, rồi bỏ học do cha mẹ rút tên anh khỏi trường. Vào năm 1960, cha anh nhập cư vào Canberra, Úc để làm bếp trưởng cho Đại sứ quán Hoa Kỳ. Thành Long được gửi tới Học viện Hí kịch Trung Quốc, một ngôi trường do sư phụ Vu Chim Nguyên điều hành. Thành Long đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc khe trong thời gian dài, đặc biệt là huấn luyện về võ thuật và nhào lộn. Anh gia nhập nhóm Thất Tiểu Phúc, một nhóm gồm những học sinh xuất sắc nhất của trường được chọn để đi đóng phim và lấy nghệ danh là Nguyên Lâu để tỏ lòng kính trọng sư phụ. Thành Long trở nên thân thiết với các thành viên trong nhóm như Hồng Kim Bảo và Nguyên Bu. Khi được 8 tuổi, anh xuất hiện trong bộ phim Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá 1962 cùng với một số bạn đồng môn trong nhóm Thất Tiểu Phúc. Trong phim, Lily Hua đóng vai bà mẹ của anh. Thành Long lại xuất hiện cùng với Ly vào năm tiếp theo trong bộ phim Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài 1963, rồi đóng một vai nhỏ trong bộ phim năm 1966 của Hồ Kim Thuyên có tên Đại Túy Hiệp. Vào năm 1971, sau khi xuất hiện trong một vai phụ của một bộ phim khác của Hồ Kim Thuyên, Hiệp Nữ, Thành Long bắt đầu sự nghiệp đóng phim với các vai diễn nhân vật trưởng thành trong ngành công nghiệp điện ảnh, bắt đầu bằng việc ký hợp đồng với hãng phim Great Earth của Tumu. Lúc 17 tuổi, anh đóng vai phụ trong các cảnh võ thuật trong bộ phim Tinh Võ Môn và Long Tranh Hổ Đấu của Lý Tiểu Long với nghệ danh Trần Nguyên Long. Anh nhận được vai chính thức đầu tiên vào cuối năm đó trong bộ phim Quảng Đông Tiểu Lão Hổ, phát hành không nhiều tại Hồng Kông vào năm 1973. Sau thất bại thương mại trong nỗ lực đầu tư ban đầu vào bộ phim và những rắc rối khi tìm vai đóng cảnh hành động, Thành Long đoàn tụ với cha mẹ tại Canberra năm 1976, nơi anh có thời gian ngắn học tại trường cao đẳng Dixon và làm công nhân xây dựng. Một người bạn cùng nghề xây dựng có tên Jack đã hướng dẫn cho Thành Long. Vì vậy Thành Long được mọi người gọi là Jack nhỏ. Rồi sau đó viết ngắn lại thành Jackie. Từ đó tên Jackie Chan đã gắn liền với anh từ đó đến nay. Ngoài ra Thành Long đã đổi tên Trung Quốc của anh thành Bàn Sĩ Long vì họ gốc của cha anh là họ Bàn.